Chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng xem một cái buổi chăm con của Messi. Chó Rottweiler cái giống của trại chó Gerby. Đây là đàn chó con bắt đầu đói trước giờ ăn. Hôm nay là ngày tuổi thứ 9 của đàn chó con này. Đây là con cái đang em cái này đang có dấu hiệu là đau bụng, cho nên là đánh dấu nó để theo dõi. Kêu gào kêu khóc. Messi dậy, đang ngủ thì nghe thấy con kêu nhiều thì dậy rồi. Đây là đàn con của Messi và Bruno. Để ngày 19 tháng 4. Ở đàn chó con này thì công ty Việt Đức có thử nghiệm sản phẩm mới, một cái sản phẩm mới là sản phẩm tăng sữa cho con chó mẹ trong con. Nó suy rất nhiều sữa. Chó con này thì đẻ ra 8 con, mất 1 con. Lúc đẻ thì sau khi nó đẻ 8 con thì thấy bụng nó vẫn còn cục cứng, nghĩ là còn cho con nhưng mà không phải, đấy là một cái cục nhau rất là to. Tám con thì 3 cái ban đầu là 4 cái 4 đực. Bây giờ thì là còn 3 cái 4 đực. Đu lên để ti luôn. Với con mẹ nhiều sữa như Messi thì thường một lần bú khoảng 10 phút là có con bú no rồi. Tùy vào cái sức hút của từng con và tùy vào con cho con đang gặp ti nào sẽ có ti nhiều sữa hơn, ti ít sữa hơn. Đấy, bạn này là mút mạnh quá này, sặc sữa, tí sữa mẹ mà sặc sữa, đấy, nghe thấy hắt xì cái này. Một chút nữa thì chúng ta sẽ đo xem là cô bầy này ở 9 ngày tuổi thì nó to như thế nào. Lọ canxi nano để mà mình đo, bởi vì mọi người mà cùng chăm chó sinh sản thì hầu hết là mọi người sẽ dùng cái sản phẩm này. Thì ở cái ngày tuổi thứ 9 này đo thì có thể thấy được là đây, con chó cái chiều dài của nó gần như là dài bằng 2 cái lọ canxi nano. To thì nó to hơn rồi.
Đây là chân dung của bà mẹ đảm đang Mel C. Đây là đàn con đầu tiên của Mel C. Khi mà Mel C đến thời điểm hiện tại là hơn 2 tuổi rưỡi. Đây là khi bọn nhóc con đã tí no và là thời gian nghỉ ngơi của chó mẹ. Các bạn có câu hỏi gì thì để lại bình luận nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.